Bản tin SEA Games 31 trưa 20 tháng 5 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thể thao Việt Nam chờ vàng từ cử tạ, võ thuật. Bàn thắng tuyệt vời của Tiến Linh và phản ứng bất ngờ từ huấn luyện viên Park. Lời nói trân trọng của huấn luyện viên Park sau chiến thắng trước U23 Malaysia. Đêm vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Cha của Nguyễn Huy Hoàng sốc với màn nước rút của con trai. Tay cơ quyết chiến khiến huyền thoại Bia Efren Reyes đứng hình. Và rất nhiều tin tức phóng sự khác. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin SEA Games 31 trưa 20 tháng 5 năm 2022 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 12 giờ trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Đường link dẫn đến bản tin đã được chúng tôi cập nhật ở phần mô tả và bình luận của video này. Kính mời quý vị đón xem.